Phở bò là món ăn rất nổi tiếng hơn 10 năm qua. Danh từ phở đã được từ điển Oxford, Anh Quốc ghi nhận chữ phở là một danh từ riêng. Phở đã trở thành món ăn phổ biến trên thế giới, tạo cơ hội kinh doanh rất lớn cho người Việt Nam. Nghề nấu và kinh doanh phở bò là một nghề khó, mang yếu tố bí quyết gia truyền. Thầy Y đã nghiên cứu và giảng dạy bí quyết nấu phở hơn 12 năm. Thầy đã truyền nghề thành công cho rất nhiều học viên tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Chị Lee Dae-hee, một người con đất Việt, hiện đang sống tại Hàn Quốc. Chị đã tìm đến thầy Y để thọ giáo bí quyết sản xuất và chế biến phở bò. Rồi những ngày đầu năm 2024 thì chị Lee Dae-hee từ Hàn Quốc đã tìm về Việt Nam để học thầy cái nghề kinh doanh và sản xuất kinh doanh phở bò. À, phở bò Sài Gòn, đó là chính xác là món ăn mà phải nói là rất nổi tiếng cả thế giới và đưa vào trong cái từ điển của Anh. À, thì với món phở bò phải nói là nó là món đẳng cấp, thành ra là đòi hỏi cái việc chế biến nó rất là phải nói là quy trình rất là khó và đòi hỏi phải cái đẳng cấp cao mới kinh doanh mới tốt được cái món phở bò. Xin chào mọi người, tôi tên là Lee Dae-hee, hiện tại tôi đang sống ở Hàn Quốc. Hôm nay tôi biết được thầy Y cho nên là tôi về đây tìm đến thầy và trung tâm để học những ẩm thực Việt Nam để đem qua nước bạn kinh doanh nhà hàng và giới thiệu với tất cả nước bạn về món ẩm thực Việt Nam mình. Thầy Y đã truyền dạy rất kỹ lưỡng để chị Lee Dae-hee có thể nắm bắt tất cả các công đoạn trong quy trình nấu và kinh doanh phở theo hướng công nghiệp. Thầy đã hướng dẫn chị cách lựa chọn xương bò, thịt bò để hầm nước dùng, cách lựa chọn nạm, gầu, gân, tái, bò viên để làm các loại nhân trong tô phở, cách lựa chọn các loại hương liệu và gia vị ướp vào nồi phở cùng các loại rau củ ăn kèm trong món phở bò. Những khâu sơ chế, hầm nước lèo sao cho đạt được chất lượng và màu sắc vàng óng, cách luộc thịt, nạm, gầu, gân sao cho thơm, mềm, cách xử lý thịt bò tái sao cho tươi, mềm, cách ướp hương, nêm gia vị trong nồi phở, cách bảo quản các loại thịt, rau là những bí quyết rất quan trọng mà thầy Y đã truyền dạy. Thì thầy hướng dẫn từ cái khâu nguyên liệu, lựa chọn cái xương rồi thịt để hầm cái nước lèo. Rồi hướng dẫn các bạn là dùng tái, nạm, gầu, gân. Thì đó, tái để xử lý, các thái để làm mềm. Đó, thịt gầu, thịt nạm, thịt gân. Đó, thầy hướng dẫn cách luộc tạo được cái độ chín vừa phải. Rồi thầy hướng dẫn về cái cách cắt thái đóng gói ha, rồi sử dụng cho nhiều ngày, cũng như là nước phở, nước lèo thì hướng dẫn làm nước cốt để có thể là dự trữ dùng cho nhiều ngày. Đó là cách nếm ướp hương, nêm gia vị cho cái nồi nước lèo đạt được cái đẳng cấp. Đó, thầy hướng dẫn theo cái quy trình bếp một chiều ha, theo cái hướng công nghiệp. Qua những buổi học vừa qua thì tôi cảm thấy là thầy Y dạy rất là tận tình và rất là dễ hiểu. Tôi tiếp xúc rất là nhanh từ những khâu chế biến và những công thức của thầy dạy thì làm cho những người mới và bắt đầu chuẩn bị kinh doanh nhà hàng như tôi thì rất là dễ hiểu và rất dễ dàng, thuận lợi cho tôi có thể phát triển ngành ẩm thực ở trên đất nước bạn. Đặc biệt, thầy Y hướng dẫn phương pháp chế biến món phở bò theo hương vị phù hợp với khách hàng khi kinh doanh tại Hàn Quốc. Qua những ngày vừa qua tôi học những các món ăn ở thầy Y thì tôi cảm nhận là hương vị rất là ngon và rất là phù hợp với tôi và tôi tin là tôi đem những công thức của thầy dạy đem về nước bạn nấu thì tôi tin là những người ở Hàn Quốc, người Hàn và những người nước khác thì sẽ rất là hợp với khẩu vị với tất cả mọi người. Cách bố trí bếp bán hàng, công tác sắp xếp, chuẩn bị và múc phở ra tô một cách khoa học, tuân thủ quy trình bếp một chiều giúp cho tốc độ phục vụ được nhanh chóng là quy trình quan trọng đã được thầy Y truyền dạy. Thầy Y đã hướng dẫn chị cách bày trí tô phở theo kiểu thố đá, rất đẳng cấp và hấp dẫn, phù hợp với khách hàng ở phân khúc cao
và đặc biệt là khách du lịch. Rồi ngoài ra thì thầy hướng dẫn về cách sắp xếp cái quầy bán phở, cái sắp xếp cái từ nồi nước trộn đến cái nồi nước giữ nóng phở, rồi các loại tủ để bảo quản trong cái khi bán phở, quy trình múc trộn ha, trộn cái nước, trộn tô phở và đưa ra cái tô, những tô phở thơm ngon đẹp mắt, nóng ha, và tốc độ nhanh. Thầy hướng dẫn vừa phở có thể là đưa ra tô, đưa ra thố đá để các bạn có thể kinh doanh theo cái những cái mùa đông ha, là giúp cho bạn có thể nâng cấp về cái món phở lên. Đó là toàn bộ cái bí quyết và quy trình thầy chuyển giao khi học kinh doanh món phở bò. Ngoài ra tôi được thầy y chỉ dạy khâu sắp xếp bán hàng theo công nghệ bếp một chiều, sắp xếp những món ăn và để tôi nhanh chóng đưa ra những món ăn nhanh, gọn, lẹ đến tay khách hàng. Ngoài ra, thầy y còn hướng dẫn cách làm tỏi ngâm chua, tương ớt dùng cho phở, làm gia tăng sự đặc sắc cho món phở bò. Phương pháp giảng dạy khoa học mang tính công nghiệp và chất lượng vượt trội của thầy y đã giúp cho việc triển khai kinh doanh mô hình nhà hàng phở trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu nhân công rất đáng kể. Qua những buổi học vừa qua, tôi được học ở thầy thì thầy hướng dẫn tôi cách chế biến theo hướng dẫn công nghiệp thì rất là dễ dàng để giúp tôi kinh doanh nhà hàng và có thể giảm được nhân công rất là nhiều, thì giúp cho những người kinh doanh nhà hàng như chúng tôi sẽ tiết kiệm được những khoản chi phí và trong nhà hàng. Được học và thực hành tại mô hình bếp trung tâm quầy bán hàng của nhà hàng thầy y, giờ đây chị Ly Da Hy có thể nắm bắt tất cả các quy trình chế biến thực tế của một quán phở và chị rất tự tin để triển khai kinh doanh mô hình quán phở bò cho mình ngay tại đất nước Hàn Quốc. Sau những buổi học vừa qua thì em xin gửi lời cảm ơn đến thầy và truyền đạt cho em những bí quyết nấu ăn và như thế nào là cách kinh doanh nhà hàng như thế nào để em rất là tự tin để đem những công thức này về nước bạn để kinh doanh nhà hàng và phát triển tương lai sau này. Khách du lịch các nước, người Việt và người Hàn Quốc sẽ được thưởng thức những tô phở bò thơm ngon, đẳng cấp ngay tại Hàn Quốc từ tay nghề nấu nướng của một người con gái Việt Nam.